trẻ thừa cân béo phì chúng ta đừng chủ quan rằng là trẻ chỉ có thừa dinh dưỡng, thực ra trẻ lại rất thiếu các cái vi chất dinh dưỡng quan trọng. Và cái đấy cũng là cái mà chúng tôi cũng thấy hàng ngày qua cái công tác thăm khám ở viện dinh dưỡng, tức là những cái các cái cháu mà khi mà đến bị béo phì đấy mà đến mà kiểm tra xét nghiệm máu đánh giá về các cái vi chất đấy, thì chúng tôi thấy là thường là các cái trẻ béo phì mà càng béo phì nặng thì các vi chất lại càng thiếu nhiều đấy, và thiếu càng nhiều vi chất đấy, thì thường là các trẻ béo phì lại hay rất hay bị thiếu, thứ nhất là thiếu kẽm rồi thiếu canxi đấy, thiếu vitamin D, và thậm chí là có những cháu béo phì mà vẫn cứ thiếu sắt nhá. Mặc dù là thường là người ta nghĩ là chỉ có trẻ suy dưỡng thể nhẹ cân thì mới hay thiếu sắt thôi, gây thiếu máu dinh dưỡng thôi, rất nhiều trẻ béo phì vẫn thiếu sắt. Rõ ràng chúng ta thấy là những cái vi chất này cực kỳ quan trọng, D, canxi cho chất lượng của xương, rồi cho cái vấn đề về phát triển xương, rồi yếu tố kẽm cũng vậy đúng không ạ? Chúng ta đã phân tích là nó liên quan rất là nhiều đến các cái enzyme, các cái phản ứng chuyển hóa trong cơ thể, rồi đồng thời là liên quan đến cái vấn đề về về tăng sinh các cái tế bào, rồi về cái vấn đề về hoạt hóa đúng không ạ, điều hòa các cái hormone tăng trưởng, ví dụ như là hormone GH rồi IGF-1 thì đều là những cái hormone liên quan đến phát triển chiều cao, đấy là một cái kẽm. Cho nên là đấy, trong trường hợp này chúng ta phải xem là con có khả năng thiếu những vi chất đấy không. Mà tại sao những cái trẻ béo phì lại hay thiếu những cái vi chất dinh dưỡng đấy thì chúng ta thấy cũng rất là dễ hiểu thôi. Thứ nhất là về cơ chế về khẩu phần, chúng ta biết là các con mà mập ấy thì thường lại ăn rất là nhiều các cái thực phẩm mà cung cấp gọi là thừa đạm, thừa chất béo, nhưng mà lại ít các cái yếu tố vi lượng tốt cho sức khỏe. Người ta gọi những cái thức ăn mà không lợi cho sức khỏe là ví dụ như con ăn quá nhiều những cái đồ ăn mà chiên rán và những cái đồ ăn công nghiệp, ví dụ những cái gà rán đấy, ví dụ thế, hoặc là những cái đồ hộp nhớ, rồi thích ăn nhiều những cái như là xúc xích vân vân. Thế thì đấy cũng không phải là những thực phẩm tốt cho sức khỏe nhưng mà ăn nhiều, và thường những trẻ đấy lại từ chối những cái thức ăn mà cung cấp nhiều vitamin đấy, như là các cái loại rau rồi các cái loại trái cây tươi thì các con lại hay đồ uống. Thì nhiều khi lại các cháu mập ấy thì thường gia đình lại sợ mập thì thường lại cũng không cho con uống sữa nhá, thì là cũng lại mất đi một cái nguồn cung cấp canxi hữu cơ rất là tốt cho cái phát triển của trẻ. Thế cho nên là và những cái trẻ đấy lại rất thích ăn những cái snack đúng không ạ, những snack ví dụ như những cái đồ về bim rồi rồi khoai tây chiên vân vân, thì chúng ta biết đấy là những cái đồ ăn mà nó rất là dễ bị thừa đường hay là thừa muối, đấy là chưa kể là nó những cái sử dụng các cái loại dầu mỡ công nghiệp ấy, nó rất nhiều các loại axit béo no, nó còn rất hại cho tim mạch nữa. Đấy, cho nên là những cái trường hợp đấy là chúng ta lại ăn thừa các cái loại chất không tốt nhưng mà lại vẫn thiếu những cái vi chất dinh dưỡng cần thiết. Và thường những trường hợp mà có những cháu mập ấy, lại còn lười cả ăn cá tôm nữa, cho nên là cũng lại ít những cái các cái loại hàm lượng về cung cấp về canxi cũng như là các cái loại vi chất như là sắt kẽm. Đấy, chính vì thế cho nên chúng ta phải xem lại cái tình trạng dinh dưỡng của trẻ. Thế và trong trường hợp này đấy thì cùng với cả một cái chế độ ăn hợp lý, nếu mà để cho trẻ có thể là bắt kịp được cái đà tăng trưởng tốt ấy, bởi vì con cũng chỉ còn độ khoảng 4 tháng nữa thôi là đã qua cái giai đoạn nhìn người già về phát triển chiều cao rất là tốt nhất trong cuộc đời đấy. Thế thì có thể là bổ sung hỗ trợ cho con ở những cái dạng sản phẩm mà cung cấp các cái loại khoáng chất quan trọng cho cái phát triển chiều cao, ví dụ như bổ sung các loại như là đa vi chất hay là bổ sung những cái sản phẩm về sắt và đặc biệt là có kẽm. Thì đấy cũng là một cái cách mà chúng tôi thấy cũng sẽ giúp hỗ trợ cho trẻ bắt kịp được cái đà tăng trưởng được tốt hơn.